Dạ vâng, xin chào quý vị và các bạn. Thì trước mặt quý vị các bạn là chiếc cối đùn thịt, đùn xương, xay thịt mà xay xương. Bây giờ là phân phối và bán rất chạy trên thị trường hiện nay. Thì bên trái màn hình của quý vị các bạn đây là chiếc cối đùn 22 bằng gang. Gang nó cực kỳ chắc chắn. Cái phễu bên trên nó là phễu bằng inox. Đó. Thì phễu này được khá nhiều nguyên liệu. Chúng ta chỉ việc cho cá tôm cua vào đây thôi. Thì chiếc cối đùn 22 gang này thì nó sẽ kết hợp với motor 2,2 kW. Đấy, tốc chậm. Em tháo cái dụng cụ bên trong của chiếc máy ra cho quý vị xem. Đây là một chiếc sàng 8 ly. Quý vị cần sàng to, sàng nhỏ thì cứ alo em, cứ đầy đủ hết. Đây chiếc dao của nó bằng gang. Đấy, trục xoắn. Khá là dày dặn và chắc chắn. Nó nặng khoảng gần 1 kg rồi đấy. Thì đối với cái chiếc cối đùn này thì nó sẽ sử dụng dây một dây cu-loa thôi, gọi là dây B. Tiếp đến thì nó là con cối đùn 42. Loại này thì chúng ta xay cá con cũng như là gà cả con được. Đối với cái chiếc cối này, riêng cái cối không nó nặng khoảng 20 kg rồi. Thì đi với cái chiếc cối này sẽ sử dụng motor từ 3 kg trở lên thì sẽ vào hợp lý. Quý vị mà có điện 3 pha, sử dụng điện 3 pha thì càng tốt luôn. Chắc quá. Đối với cối đùn này thì nó xay cái công suất khá lớn luôn. 1 giờ nhẹ nhàng nó cũng được khoảng 250 kg. Cao thì rơi vào khoảng 350. Nó cũng sử dụng sàng 8 ly. Thì đối với chiếc cối đùn 42 này thì nó cũng có thể lắp vào cái sàng là 10 ly để năng suất sẽ cao hơn. Đây chiếc dao của nó quý vị xem. Cực kỳ to. Đây là chiếc trục xoắn của chiếc cối đùn 42. Nó to phải gấp đôi con cối đùn 22 kia và khá là nặng. Chiếc này cối đùn này bằng gang, quý vị xem cực kỳ chắc chắn và dày dặn. Thì em có báo giá luôn cho quý vị và các bạn luôn là chiếc cối đùn 22 gang này thì em đang bán với giá là 2.400.000 bao ship tận nơi. Còn một chiếc cối đùn to 42 này thì giá cũng chỉ là 3 triệu đồng thôi. Giá rất phải chăng cho quý vị và các bạn. Thì mọi thông tin chi tiết về cái chiếc cối đùn thịt đùn xương 22 cũng như là 42 này thì quý vị hãy gọi cho em theo số điện thoại đã ghi dưới màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của em.